Hôm nay anh em mình vô trong rừng sâu hơn nữa nha các bạn. Vô trong rừng sâu có chút có xem thử có không nha các bạn. Chút mới thì thấy mới coi đây. Nhưng mà không có trái rồi. Coi đây có nhưng mà không có trái các bạn. Giờ anh em mình xuống phía sau nha các bạn. Xuống sau là thật không? Chỗ này không có không? Trước giờ đi đường đại về sao? Hả? Ừ, trước là đi đường đại chưa? Ai cũng coi chuối lá luôn nhưng mà như nó bị rộp sao. Bông dù là gì phải chú ý người các bạn ơi, rồi đã đi chỗ nào nghiệp suối người ta giờ trên kia nó có cái hồ lớn nó chảy xuống. Nếu mà lên trên đỉnh hết là mất một ngày luôn các bạn. Trên đỉnh hồ là mất một ngày. Đây xem thử có cua không nhìn các bạn, xem coi có cua, cua đá không? Có cua đá không? Coi thử cua luôn này, cua đá này các bạn, con này hơi nhỏ này, chơi 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 cua này, gửi từ con. Cầm đi cầm đi,
cơ mà nhỏ quá. À, nữa đây các bạn, cua con luôn. Thế đây đó đó, cua con. Cua con các bạn ơi, nhỏ lắm. Nó bự. Có cua bự con à, mình tiếp tục tìm trái cái chuột không các bạn, đi chưa đây. Cái gì? Nè mình đập thì cua kẹp vào các bạn ơi. Đây. Nói cua kẹp vào. Nói mày cua kẹp vào các bạn ơi. Nói cua kẹp vào. Đứng ra luôn, đứng ra luôn. À. À, đây cua nhỏ quá. Giờ anh em mình lưu sau tao nữa nha các bạn, lên trên cao luôn. Qua bên kia. Rồi phải qua con chú rồi. Mình lên trên kia mới hai trái cái chuột. Thử có nha các bạn. Chứ không cứ lội với con chú là không được rồi. Ghê quá các bạn ơi. Trơn lắm các bạn. Không đã là trơn lắm. Được chứ. Nước này mát lắm các bạn ơi, nước cái đá. Đây là vừa rồi không có coi nữa, tôi chỉ chưa coi cái này, để lên chút nữa thôi chứ. Trước mình dùng vô sau trong nó cũng không có các bạn, không có các cái chuột nhiều. Thì bây giờ mình dùng muốn thêm lại một lần nữa thôi xem vô sạch trong không có không. Thả nó ra. À thả chứ. Nhỏ quá mà làm gì đâu. Qua nhìn thấy má rồi. Giờ mình phải đi lê qua đó. Mà còn đi từ người ta hay đi đi được chưa? Có hai đường các bạn.
giờ anh em mình lên đợi nha các bạn. Cuối sớm lên cuối. Đây, rồi thôi đi. Đang cầm cầm cây sức. Không có được quá nữa. Được không? Ừ, đá gì? Cái gì? Quay, quay. Thấy được không? Bây giờ anh em mình nghỉ chân một tí xong anh em mình chuyển lên cho đá nha các bạn. Lên trên trời đó. Khi đây chết đi. Mình thấy nó lên được rồi. Nó quá tạm luôn các bạn. Sau một hồi anh em mình đã nghỉ, anh em mình sẽ tiếp tục nha các bạn. Đi chứ. Anh em mình sẽ vô xong luôn nữa. Ốc này đây, ốc này ăn được đây. Ốc này các bạn. Ốc này nhiều lắm, mà không biết ốc này gì được. Bù cùng á nhiều lắm các bạn. Dạ. Bữa nay mà có gì dừa ta? Dừa cục làm gì đây? Không rồi, giờ làm sao qua đây? Ủa không có đường qua rồi các bạn ơi. Đi. Đi cái mép đi qua được không nè. Dễ hơn không? Mình nhai nè. Đây, mình đứng đây qua. Được không? Đó, đi ngồi đây, xấu đi ngồi đây này, đi ngồi đây này. Đi ngoài ngồi đây. Cái này nó nhẹ nhẹ đó. Đường nào? Đường đó chút quả bà mà ngồi leo qua. Đi ngồi đây dễ không biết. Đồ chui chui. Dạ, dạ. Trời các bạn ơi. Anh thả nhanh chút. Ừ, nó trột các bạn ơi. Trộm lắm các bạn ơi. Rồi bây giờ anh em mình phải leo qua kia. Rồi đi vô trong thôi. Vô trong đi, vô trong đi. Ui, dếp này trông. Vô trong luôn chứ, vô trong luôn. Đi đi, đi chui đá luôn. Đi vô. À chưa, chưa quá, còn ngồi kia. Cái này, cái này.
luôn nhé. Giờ đây mình thấy lấy qua lên đấy thử xem có không nha các bạn. Nếu không có thì anh em mình chỉ dừng chân tại đó luôn, không đi tiếp được nữa. Nhìn càng ngày càng lên càng cao ý các bạn. Từ đây cao lắm các bạn. Giờ đây mình thử tụt lên đây. Nó là cơn nha các bạn. Càng ngày càng lên cao quá các bạn ơi. Thế anh em mình thấy như nhìn tại đó đâu. Giờ không thể nào lên trên mấy mét rừng được. Như cái đó có đường luồn hả chú? Đường mòn này. Không? Có đường mòn. Mình không biết lên được không các bạn ơi. Chào các bạn nha. Hôm nay anh em mình chỉ kết thúc video tại đây các bạn. Nói chung là bây giờ là không có mình nào để đi lên đường nữa các bạn. Bây giờ còn lên cao. Bây giờ hai bên mép rồi thì nó còn là nói chung là có lên được các bạn. Hồi nãy có đường mòn đây nhưng mà anh em mình đã lên tới rồi. Được một phút cái xoay đó chứ còn lên trên cao nữa này nó không lên được nữa. Nó rậm ghê lắm. Cái gốc thì không thể nào bung qua được các bạn. Thế anh em mình để dừng chân tại đây đâu. Ở đây nghỉ ngơi một tí rồi anh em mình đi về đi về. Chứ còn đi tiếp này cũng không được rồi các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cho anh em mình một like và subscribe nha. Mình cảm ơn các bạn và tạm biệt các bạn nha.